ốc giữa trời mưa ấy. Cái ốc lứa mới ngon. Chị mua ở đây hay mua ở đâu? Bỏ ốc vặn mọi người nhá. Đổ cái xong này để chị lấy cái xong này chị cần muốn. Họ bảo đến mùa nào là có con nhỉ? À đến ngày rằm à? Trước ngày rằm gì nhỉ? Từ 15 đổ đi là hay có con. Thế thì đúng tầm này là có con rồi. Nôn lắm em không ăn món này đấy, em không biết làm đấy, lười. Ôi thi thoảng có con ốc lứa ngon đấy. Heo bằng sẽ tăm. Chị vừa bảo kheo cái này à, mấy cân thế này nhỉ? Hôm qua thì mua có một cân ốc bảo là xưa đến hai của chồng ấy. À. Ăn thì ngon, khêu ngạ. Khó bán sẵn cả khêu mà nhỉ. Cảm giác nó không tươi. Nếu luộc kỹ quá thì nó quắt thật. Đem rủ nhau đi Sapa hay là mất đi đấy. Hủy kế hoạch. Thế hôm nào đi Bắc Hà. Bữa này đi Sapa sắp đeo làm sao đi được. Đây. Ô, đi Sapa mùa mưa này sợ lắm. Không thích ấy. Nó không có cái gì. Nghe nó bảo để mấy đứa láng rủ nhau đi Bắc Hà chơi thôi. Đội không đi thì cả nhà em đi vậy. Đây. Trên đấy có bà cô có vườn bận mà. Chị chưa được vào vườn bận lần nào đâu mẹ ạ. Em đi bao giờ? Chị đi vào vài cây đi rồi. Thế đấy bà đặt này rủ Tuấn đi ấy. Bọn trẻ con lớn rồi. Đi trong ngày thoải mái mà. Hay là rủ mấy nhà mấy đi đi. Đi xe máy thôi. Nghe phở Bắc Hà. Đi chợ Bắc Hà. Em chưa đi. Nói Bắc Hà nó đi đâu. Gọi là đi chợ Bắc Hà. Gọi là đi không đúng phiên nữa. Anh là không ra khêu bao giờ sao? Bao giờ thì bao. Đúng phết đấy. Ăn thì ngon. Quần áo đi. Quần áo ở đâu? À, đi gửi cái gì?
cái này mọi người nhá, rất là khó luôn. Ốc này do cái máy mà. Đây mọi người nhá, khó lắm, không kiếm được gai đây. Chế độ sai rồi. Chế độ rồi. Máy không sai. Một rổ này không biết khi bao giờ nha mọi người. Đây mình sẽ làm món bún đậu ốc mọi người nhé. Bước đầu tiên là giặt ốc đây. Khêu ốc ra đấy. Không là đơn giản một chút nào. Mình sẽ quay một cái video để về nấu ốc, mọi người cùng theo dõi nhé. Mình chỉ khêu thôi, ý mình sẽ quay bà chị gái đi nào. Lâu lắm rồi không được ăn món này đấy. Trông rất là ngon này, thi thảo vẫn được con cả ruột ngon đấy. Đúng đấy, nhiều khi nó nhẹ quá quần áo lệch đấy nhà em đấy mà. Mình ấy vắt cuối cùng nó nặng quá nó quay về giặt. Lặng quá. Rất là ngon mọi người nha. Hẹn mọi người video sau nhé.